Xin chào các bạn, mình tên là Anh Thư, đến từ trường Đại học Quốc tế, sinh viên năm thứ nhất. Hiện tại thì mình đã nhận được visa du học Canada. Thì qua Canada thì mình sẽ học trường Red River College, học ngành Business Information Technology. Nhờ hướng dẫn của chị Thúy mà mình đã có được visa trong vòng 3 tuần. Lý do mà mình chọn Canada là bởi vì người dân ở đây rất là thân thiện và khí hậu rất là thoáng mát. Hiện tại thì chính phủ Canada đang có chương trình chính sách mở. Thì qua đó thì mình sẽ được học và sẽ được định cư sau khi học xong. Vì vậy mình quyết định chọn Canada là nơi du học của mình. Mình có một số lời khuyên cho các bạn là các bạn phải chuẩn bị hồ sơ trong vòng 3-4 tháng dưới sự hướng dẫn của Tân Đại Dương, và mà dù khả năng tiếng Anh mình thật là tốt thì hiện tại mình chỉ có IELTS 5.5 thôi, nhưng mà mình vẫn được đậu visa đó thôi, nên các bạn đừng có lo lắng nhiều hết. Ở chương trình học Việt Nam các bạn cũng phải tốt nữa, đạt được nhiều kết quả và tham gia các hoạt động ngoại khóa, để khi mà người ta duyệt hồ sơ thì thấy hồ sơ của bạn thật là đẹp thì người ta mới công nhận bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.